Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh tiếp tục quá trình suy yếu. Trong sáng nay, do tác động của hội tụ gió nên khu vực Điện Biên và Lai Châu sẽ có mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Các nơi khác của Bắc Bộ trời có mây nhiều, mưa xuất hiện ở nhiều nơi. Đến trưa chiều, do tác động của không khí lạnh mới từ phía Bắc di chuyển xuống thì mưa sẽ giảm và trời khô ráo. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở vùng núi phía Bắc duy trì trong ngưỡng từ 20 đến 22 độ. Tại các tỉnh vùng đồng bằng thì nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 22 đến 24 độ. Về đêm, hiện tượng sương mù xuất hiện nhiều trở lại. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay sang tới sáng mai dao động trong ngưỡng từ 19 đến 22 độ. Ở vùng núi có nơi dưới 15 độ. Sau đó đến khoảng ngày 21 tháng 11, một đợt không khí lạnh mới cực mạnh tràn về toàn bộ Bắc Bộ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rất đậm. Nhìn xuống miền Trung, không khí lạnh tăng cường, trong khi đó đới gió đông trên cao vẫn còn duy trì. Vì thế mà diện mưa ở miền Trung có xu hướng gia tăng. Trong ngày hôm nay, ở các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Bình Thuận vẫn có mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ 130 đến 280 mm. Còn các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Khánh Hòa từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Nam Nghệ An thì lượng mưa từ 50 đến 120 mm, có nơi trên 150 mm. Do mưa lớn như vậy nên trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông. Vì nền nhiệt ở miền Trung trong ngày hôm nay từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Nam với nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Phần từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận nhiệt độ cao hơn từ 28 đến 30 độ. Lưu xuống phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Những cơn mưa dông cũng tiếp tục xuất hiện nhiều nơi ở Nam Bộ về chiều và tối, đặc biệt là ở các tỉnh ven biển của miền Tây như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau hay là Kiên Giang sẽ là những tỉnh xuất hiện có mưa vừa đến mưa to và dông mạnh. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 30 đến 32 độ. Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh mới tăng cường, trong ngày hôm nay ở vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.